thì mình vô tình mình vào chùa đó, thì mình thấy cái lá bồ đề nó rất đẹp và rất là ý nghĩa trong Phật giáo. Thì từ đó mình mới có ý nghĩa là làm cách nào để lưu giữ và phát triển nhiều hơn cái sản phẩm này. Ngày đầu mà để làm sản phẩm này thất bại nhiều chứ không phải là ít. Để mà tách được ra một cái xương lá nó hoàn toàn là trắng và nó trong, nó sạch, nó không còn cái chất dịp lục nữa, thì trải qua cái công đoạn rất là lâu. Mỗi một cái công đoạn là mỗi một thời gian suy nghĩ rất là dài. Có thể là nhiều khi mình nửa đêm vậy mình nhớ chực lại công đoạn nào đó mình hoàn thành để mình chạy ra mình làm. Khi mà mới làm luôn á thì mình chỉ làm cái móc khóa từ xương lá bồ đề đó. Thì sau nữa thì mình mới làm chanh, tức là mình gáp từng lá lại cho vào một cái khung chanh để làm chanh 3D từng cái xương lá bồ đề. Cái móc khóa thì mình tính theo công đoạn là khoảng 12 đến 15 công đoạn thì sẽ hoàn thành một cái chiếc móc khóa hoàn chỉnh. Còn bức tranh thì tùy bức tranh kích thước lớn nhỏ, có thể một ngày đến có thể vài ngày đến vài tuần. Hiện nay thì cái tranh lá bồ đề cũng được phân phối cũng rộng rãi hơn lúc trước, là từ Sài Gòn nè đến Huế và có cả Hà Nội nữa. Hiện tại bây giờ đó thì mình cũng đang phát triển lên, mình cũng có dự tính là sẽ làm nhiều hơn sản phẩm như là làm nón từ lá bồ đề nè, hay là làm những cái sản phẩm như là làm xà phòng cũng từ lá bồ đề luôn.